Em xin chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé. Trở lại kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Lên cho anh em con ạ, Kubota E9 anh em nhé. Em bao zin 100% cho anh em nhé. Chỉ có cái áo này cậu về móp, em thay cái áo khác anh em nhé. Toàn bộ là zin 100% ha. Lốc lát ha. Nắp cái lát còn ok ha. Boe bô lửa là nguyên zin của nó anh em nhé. Thùng dầu là em bao sáng cho anh em, cực kỳ sáng nha. Thùng dầu này ha. Thùng dầu trong rất là sáng ha. Em không có thấy đèn em dọi vô chứ. Thùng dầu sáng lắm, thùng nước còn ok ha. Kubota E9 nha anh em nhé. Cái thời điểm này mình kiếm E9 này cũng hơi hiếm anh em nhé. Chạy garanti thì ok thôi rồi ha. Anh em nào cần cái liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em nhé. E9 Kubota. Rồi, anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Thì hôm nay hàng em mình có về được một số máy anh em nhé. Đây con này con EG90 mới về đó anh em ha. Đó một này. Ngoài này thì có con E8 này. Con này Kubota E8 này. Con này cũng E8 luôn này anh em ha. Máy thì em về em bắn sơ sơ sạch sẽ ha. Kiểm tra ly lọc dầu, thùng dầu và kiểm tra hết cho anh em này. Anh em về chỉ đủ nhất là xài thôi. Đấy. Ba con rất là đẹp ha. Con ngoài kia con E7 có đề thì em bán rồi ha. Làm bộ chân cầu này trong anh luôn ha. Đấy. Con ngoài kia thì làm đuôi chuột bằng cặc tăng xe ô tô anh em nhé. Cái cặc tăng á làm bằng cặc tăng xe ô tô ha. Cặc tăng bố thì nó rẻ tiền hơn ha. Chân cầu này 2m8 này. Theo yêu cầu của ông anh ha. Rồi, máy là còn rất là len keng ha. Con này là EG90 nè. Con này công suất là 12, hơn 12 ngựa anh em nhé. Con này giá đâu đó tầm cỡ 12 triệu rưỡi ha. Thì nó không có được thiệt sáng lắm đâu ha. Bao chạy với anh em ha. Đấy. Kubota E7 nè ha. Đây là E9 ha. NF à, cái này là NS90 anh em nhé, bật đạn ha. E750 bét kim này, con này lốc lát bao zin cho anh em 100% ha. Nó chỉ có là lai cái bô ha, cái bô nó bị cậu về bị gãy ha. Áo gió trên này không được sáng lắm anh em nhé. Con này chốt cho anh em giá 12 triệu này ha. Hôm qua em báo cho anh em rồi ha. À, anh em nào cần có máy gì thì cứ liên hệ trực tiếp ha, em báo giá cho anh em ha. Kubota EG75 9,5 PS ha, dòng Kubota này. Hiện tại tiệm em còn mấy ơ không anh em nhé. Mấy ơ là nhiều ha. D700 bét kim này. E850 này, chốt chung anh rồi này. Cái này là em bán rồi ha. E850 bán rồi này ha. Kubota EA11 này, EA11 anh em nhé. Bét kim anh em nhé. Đấy. Máy đảm bảo ok cho anh em ha. EA11 ha.
Kubota ơ 7 có đề này anh em, ơ 7 có đề nè. Đấy. NFA D6 bét kim này. Đây cái nữa ha, NFA D6 bét kim này. NF80 này, có ông anh nào dặn mà thấy chưa thấy điện lại nữa ha. Ông anh dặn điện lại mà không biết số ông anh là số nào nữa ha. Anh mua thì anh điện lại giùm em ha. Mitsu 55 này 4,5 triệu này. Anh em nhé, bao zin bao chạy nhé, Mitsu 55 nha, 5,5 người á anh em. Kubota EG550 thì nó hơi tựa tựa con EG40 nhưng mà giá trị nó mắc hơn, nó mạnh ngựa hơn EG40 anh em nhé. Nó gọn như EG40 vậy đó ha. Con này mấy con này anh em mà xài xịt thuốc cũng ok lắm anh em nhé. Đấy. Có con NF này rất là đẹp, rất là mới tinh luôn mà nhiều người trả giá mà mua không muốn được con máy này. Anh em nào thiện chí con máy này thì liên hệ nha, con máy này rất là ok nha anh em nhé, máy đẹp lắm. Ốc ác 7 màu hết trơn anh em ha. Ở đất 11 10,5 triệu anh em nhé, ở đất 11 bây giờ 10,5 triệu ha. Kubota EA8 con này 10,5 triệu cho anh em ha, máy rất là đẹp ha. Đấy con này long lanh luôn EA8 ha. Yanma NS65 có hàng em nhiều vậy ha. Giờ hiện tại là oxy bên em bán hết trơn rồi, không còn một cục nào nữa, còn hai cục nhỏ này nữa ha, chuẩn bị nó về một lô nữa ha. Thì anh em nào cần cứ liên hệ ha. Oxy này để lớn nhỏ bán hết trơn rồi ha. Đấy. Nhiều anh em bình luận nó oxy sao bán mắc thế, mắc mà sao mà em bán hết trơn luôn anh em, không hiểu tại sao anh em cứ chê mắc mà bán hết trơn ha. Toàn là khách đặt khục lớn giờ không có nữa ha. Kubota ơ 7 với ơ 8 em còn nhiều anh em nhé, anh em nào cần cứ liên hệ ha. Hôm nay giờ về ơ 7 ơ 8 rất là nhiều ha. Đấy. Đó, anh em nào cần máy gì thì cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em mình nhé. Thì hôm nay là thứ bảy anh em nhé, cũng là cuối tuần ha. Em xin phép xin dừng video tại đây ha. Xin chúc anh em cuối tuần vui vẻ ha. Hẹn anh em clip ngày mai anh em nhé.